Vâng, tất cả sản phẩm bao da cho điện thoại Nokia 8800 của Kỳ Lân là độc bản, mỗi cái duy nhất một cái, độc quyền, limited. Đây là da cá sấu, tất cả da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng da thời trang lớn trên thế giới. Và nếu như khách thích những mẫu nào độc quyền theo cầu, thích những mẫu lạ theo cầu, thích những mẫu theo ý muốn của khách, Kỳ Lân sẽ thiết kế và làm theo cầu luôn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng, tất cả quý khách đang xem video của Kỳ Lân. Vâng, tất cả sản phẩm bao da cho điện thoại Nokia 8800 của Kỳ Lân là độc bản, mỗi cái duy nhất một cái, độc quyền, limited, dành cho điện thoại Nokia 8800. Ví dụ như đây là một cái màu, nó màu nâu, nâu nhưng mà đây là da cá sấu, tất cả da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng da thời trang lớn trên thế giới. Ví dụ như là các công ty thời trang da của Hermès hay là da của LV vân vân. Và bên trong được lót bằng da cừu nhung rất là đẹp, hai tính năng, một là bền, hai là vừa là một cái để mà mình khi mình rút điện thoại ra vô nó sẽ lau điện thoại cho sạch sẽ luôn. Và handmade từ đường kim mũi chỉ, tất cả mọi cái bởi handmade Kỳ Lân Luxury. Mỗi cái, mỗi màu chỉ có một cái duy nhất thôi. Và quý khách muốn đặt những màu nào có thể đặt theo ý yêu cầu. Có nghĩa là quý khách hãy đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để được chọn những con da thành phẩm nhập khẩu từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới dành cho các công ty thời trang hàng đầu trên thế giới này. Thì quý khách chọn xong, và thậm chí mẫu này là một mẫu mà được ưa chuộng, được nhiều người dùng nhất, và mẫu này là gọn nhất. Và nếu như quý khách thích những mẫu nào độc quyền theo cầu, thích những mẫu lạ theo cầu, thích những mẫu theo ý muốn của quý khách, thì Lân sẽ thiết kế và làm theo cầu luôn. Ví dụ như là hiện tại là mẫu này là mẫu rút nè, mẫu rút và không có nắp. Nếu quý khách thích làm mẫu nắp thì Kỳ Lân sẽ làm, hoặc là mẫu ngang, hoặc là mẫu đeo vào dây thắt lưng. Và một cái ưu điểm của mẫu bao da này nữa đó là Kỳ Lân có làm những cái lỗ trên bề mặt da này ngay vị trí loa của chiếc điện thoại Nokia 8800. Có nghĩa là khi khách gọi đến, ai gọi đến, chúng ta có thể bật điện thoại ra để nghe hoặc là bấm để nghe. Sau khi chúng ta nghe xong, và nếu như cuộc điện thoại này dài quá, mình biết được dài quá, hoặc là muốn nói chuyện lâu thoải mái mà một tay cầm bao da, một tay cầm điện thoại thì phiền quá, khó chịu quá, hoặc là mình để lên bàn thì cũng dễ bị quên chẳng hạn, như vậy đi, thì chúng ta có thể đóng lại và để vào đây, vẫn nghe được âm thanh bình thường và nói chuyện bình thường, rất tuyệt vời. Vâng, rất nhiều mẫu đẹp, tất cả mẫu này Kỳ Lân đã up lên trên website rồi, kỳlanluxury.com rồi. Quý khách hãy truy cập trực tiếp vào website để xem những mẫu của Kỳ Lân nha, hoặc là có thể là kết bạn qua Zalo số hotline, Zalo cũng là số hotline luôn, 0901247247, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân 0901247247 số hotline nha. Và rất nhiều video để mà coi mà đẹp nhất, hình dung dễ nhất, mà thấy phê nhất thì quý khách hãy đăng ký kênh YouTube, vào kênh YouTube của Kỳ Lân để mà xem những cái sản phẩm. Hoặc là quý khách hãy truy cập vào trang fanpage của Kỳ Lân Luxury cũng để xem những sản phẩm trên những video và những hình ảnh rất đẹp về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Vâng, video clip này xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.